Minh Phương và Trúc Như xin kính chào quý khán giả của SBTN. Chào Trúc Như. Chào chị Minh Phương. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức địa phương, sau đó là chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Khuyến cáo để bảo đảm an toàn trong ngày lễ hội hóa trang Halloween. Tin từ Boston, kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho ngày lễ hội hóa trang, được gọi là Halloween vào ngày 31 tháng 10 sắp đến, Sở Cứu Hỏa thành phố Boston mới ban ra những khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho trẻ em cũng như những người ở nhà phát kẹo. Sau đây là những khuyến cáo cho những người đi xin kẹo. Những trẻ em nhỏ phải được người lớn đi cùng và nên đi thành nhóm, nên đi cẩn thận khi qua đường, không nên đi vào sâu trong những nhà lạ trừ khi quen biết với chủ nhà. Chỉ nên đứng ngoài cửa xin kẹo ở những nơi có dấu hiệu chào đón những người xin kẹo. Người lớn nên kiểm tra tất cả những món kẹo trước khi cho con mình ăn. Quần áo hóa trang của trẻ em nếu có mặt nạ thì nên được kiểm tra cho các che khuất tầm nhìn của các em hay không. Và nếu có đuôi, đuôi áo không nên quá dài để tránh vấp ngã hoặc bị người khác giẫm phải. Đối với những người ở nhà phát kẹo nên lưu ý để đường vào nhà đủ ánh sáng để các em nhỏ không vấp ngã. Và nên lưu ý kiểm tra các món bánh kẹo cũng như trái cây phân phát. Các viên kẹo cứng hoặc đậu phộng có thể làm các em nhỏ mắc cổ. Pháo hoa có thể gây tai nạn, vì thế không nên đốt bởi các em còn nhỏ hoặc các em ở tuổi vị thành niên. Ngân khoản vận động tranh cử tài chánh của Tổng thống Obama thâu nhận 181 triệu Mỹ Kim trong tháng 9 đến từ ngoại quốc. Kính thưa quý vị, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Mitt Romney và Tổng thống Obama đã cho thấy ứng cử viên Mitt Romney đã giành lấy phần thắng trong phần tranh luận. Nhiều lý do cũng đưa ra rằng Tổng thống Obama đã không đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc tranh luận vì ông có nhiều việc phải lo. Một lý do khác là ông đang trong tư thế phòng vệ vì các cuộc bỏ phiếu đã cho thấy ông bây giờ đang dẫn đầu và cần phải bảo vệ con số ấy. Một lý do khác vừa được đưa ra đó là vì con số 181 triệu Mỹ Kim đã được đưa vào trong ngân quỹ vận động tranh cử đến từ ngoại quốc, các nhà bảo trợ đến từ các nước khác. Chính quyền Obama đã cố gắng che đậy các tin tức này loan ra báo chí cho đến ngày bỏ phiếu bầu cử nhưng đã thất bại. Số tiền quyên góp đến từ các nước ngoài cho thấy không có lý lịch và không hợp pháp. Đây có thể một scandal mà Tổng thống Obama và ban vận động tranh cử của ông đang cố gắng che đậy. Các báo chí cho rằng Tổng thống Obama cần phải làm rõ mọi việc vì họ không muốn có một Watergate thứ hai như dưới thời Tổng thống Nixon được tái đắc cử mới phơi bày mọi việc. Điều này sẽ làm thiệt hại đến tình hình lãnh đạo của Obama sau khi ông tái đắc cử. Người đàn ông bị thương nặng trong trận hỏa hoạn năm 2003 tại một vũ trường ở Rhode Island đã được phẫu thuật nối tay thành công ở bệnh viện Mass General Hospital. Tin từ Boston, kính thưa quý vị, năm 2003, anh Joe Kinnan đã bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn tại vũ trường West Warwick của tiểu bang Rhode Island, nơi hơn 100 người đã thiệt mạng và hàng trăm người đã bị thương khi tòa nhà này bị bốc cháy. Carla, bạn gái của anh Joe Kinnan, đã bị thiệt mạng mặc dù không hề bị phỏng hay bị ngạt hơi, mà vì những người cố gắng thoát thân đã đùn đẩy, chen lấn và giẫm đạp lên nhau. Bản thân anh Joe Kinnan đã phải trải qua hơn 120 cuộc phẫu thuật và nằm viện suốt hơn một năm trời sau tai nạn cũng tại bệnh viện Massachusetts Hospital and Spalding Rehab. Mọi người đều khâm phục ý chí và sự kiên cường của anh. Đây là ca phẫu thuật được ghép tay đầu tiên thực hiện tại bệnh viện Massachusetts General Hospital, hay thường được gọi tắt là MGH. Trước đây, bệnh viện duy nhất ghép tay thành công ở Boston là bệnh viện Brigham Women's Hospital. Ứng cử viên tổng thống đảng xanh Jill Stein và phó tổng thống Sherry Hancala bị bắt khi vào xem cuộc tranh luận thứ hai giữa ứng cử viên Mitt Romney và tổng thống Barack Obama. Tin từ thành phố Hempstead, New York. Kính thưa quý vị, cảnh sát quận Nassau cho biết là đã bắt giữ ứng cử viên tổng thống thuộc đảng xanh Jill Stein và phó tổng thống Sherry Hancala vì hành vi gây rối trật tự công cộng khi họ vào xem cuộc tranh luận thứ hai giữa ứng cử viên Mitt Romney và tổng thống Barack Obama. Cả hai đã lén vào hội trường Đại học Hofstra khi không có giấy phép tham dự hay được mời. Về phía bà Jill Stein cho biết thì bà và một số người ủng hộ bà đang trên đường đến hội trường thì đã gặp các cảnh sát thường mặc thường phục và đã bị ngăn chặn từ đó. Cả hai đã lên tiếng phản đối hệ thống tranh cử chỉ gồm hai đảng lớn và cho rằng đây là cuộc tranh luận giả hình. Cả hai đã được thả ra không lâu sau đó. Ứng cử viên tổng thống đảng xanh bà Stein là bác sĩ tốt nghiệp trường Đại học Harvard, từng tranh cử thống đốc Massachusetts năm 2002 và 2010, nhưng chỉ lấy vỏn vẹn rất là ít phần trăm số phiếu. Bà hiện đang cư ngụ tại thành phố Lexington, Massachusetts.
Động đất làm rung chuyển vùng New England. Tin từ Boston, kính thưa quý vị, một trận động đất 4.6 độ Richter đã xoáy vào khu vực gần hồ Arrowhead ở tiểu bang Maine và làm rung chuyển bờ biển phía nam cũng như nhiều khu vực xung quanh đêm thứ ba ngày 16 tháng 10 vừa qua. Trận động đất xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 tối và được cảm nhận trên khắp vùng New England. Các thị trấn gần tâm chấn là Hollis Center ở phía nam tiểu bang Maine. Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, thì vùng New England cứ vài thập kỷ lại có vài trận động đất ở mức độ vừa không gây thiệt hại quá nặng nề và những trận động đất nhỏ hơn xảy ra khoảng 2 lần một năm. Động đất ở miền Trung và miền Đông Hoa Kỳ mặc dù ít xảy ra hơn ở miền Tây, nhưng lại thường được cảm nhận trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Hội Ái hữu Tinh thần Ngô Đình Diệm, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thư mời tham dự lễ tưởng niệm và lễ dỗ lần thứ 49 cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm. Kính gửi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông, báo chí, quý đồng hương và các anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh. Kính thưa quý vị, Hội Ái hữu Tinh thần Ngô Đình Diệm vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý vị, đồng hương và các bạn trẻ tham dự lễ tưởng niệm và lễ dỗ lần thứ 49 cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm được tổ chức thời gian 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2012, địa điểm tại Hội trường Nhà thờ St. Ambrose, số 240 đường Adams, vùng Rochester, tiểu bang Massachusetts, để cùng thắp nén hương tưởng niệm người chí sĩ yêu nước, một lãnh tụ anh minh của dân tộc. Sự hiện diện của quý vị là một bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân về sự hy sinh của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử Việt Nam, để giành độc lập và tự do cho quê hương và dân tộc. Nếu quý vị muốn liên lạc, trưởng ban tổ chức Phạm Ngọc Diễm, số điện thoại 857-928-3376, Hội Phó Ngoại vụ Cao Trí Thức, số điện thoại 603-785-1980, trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau những thông tin thương mại. Mong quý vị đợi trong giây lát. Gọi cho Vietnet Travel để có một chuyến du hành an tâm và thoải mái. Vietnet Travel được sự chứng nhận của hãng hàng không Mỹ và quốc tế. Vietnet Travel 1-800-380-6181, chuyên bán vé máy bay, đặt khách sạn, thuê xe và làm giấy tờ du lịch, vân vân. Vietnet Travel 1-800-380-6181. Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây do người Việt Nam làm chủ lớn nhất vùng New England. Chúng tôi chuyên bán cung cấp đầy đủ các loại thuốc Tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa. Nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây, quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận đưa thuốc đến tận nhà quý khách, bãi đậu xe rộng rãi, an toàn, địa điểm thuận lợi. Maxim Pharmacy, nhà thuốc Tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Số điện thoại 617-282-9800. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter The Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959.
Đặc biệt, trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam.